Làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng nổi tiếng với nghề làm đậu phụ từ lâu đời. Ngày hôm nay, nhóm chúng tôi đã có cơ hội được đến thăm một cơ sở sản xuất đậu phụ ở đây. Để có được một miếng đậu phụ thành phẩm hoàn chỉnh đã phải trải qua rất nhiều bước, vậy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình này như thế nào nhé. Đầu tiên, đậu tương được ngâm từ 4 đến 6 tiếng ở khu ngâm đậu tương. Sau khi ngâm xong, các hạt đậu hỏng bị nhặt bỏ, các hạt đậu còn lại được đưa vào trong máy xay nhuyễn cùng nước. Nước đậu sau khi xay và lọc sẽ được cho vào trong nồi đun sủi khoảng 30 phút về mùa hè và 50 phút về mùa đông. Phần bã sau khi xay sẽ được hòa thêm nước để lấy được hết những tinh hoa từ nhựa đậu tương, sau đó được cho vào trong máy vắt để lấy nước. Thời gian đun sôi 100 lít nước đậu trong khoảng 5 đến 10 phút là tốt nhất. Trong quá trình đun sôi phải khuấy đảo liên tục để tránh cháy khét nước. Nước đậu đun sôi từ 95 độ đến 100 độ C để gây biến tính nhiệt và dùng tác dụng gây kết tủa protein. Tác nhân gây kết tủa có nhiều loại như nước chua tự nhiên, axit acetic, axit lactic, chlorhydric. Để đông đậu, thông thường người ta dùng nước đậu sau khi đun sôi cho vào trong thùng nhựa pha với nước chua là ngon nhất. Dần dần gọi đó là đậu ốc. Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ, đậu ốc được gói lại bằng những chiếc khăn xô với lượng vừa đủ, sau đó được nén lại cho bớt nước. Nhiệt độ đậu đen ép tốt nhất là khoảng từ 70 đến 80 độ C. Nếu nhiệt độ dưới 60 độ C thì hoa đậu không thể kết dính được, bánh đậu bở và không định hình được. Thời gian ép là từ 15 đến 20 phút. Những miếng đậu sau khi ép được đưa ra bàn, bóc khỏi khăn và để nguội. Đậu nguội được xếp vào trong xô nhựa có nước sạch, cho vào trong nhà lạnh để đảm bảo cho miếng đậu giữ nguyên được hương vị tươi ngon. Và để có được những miếng đậu phụ như vậy thì mỗi gia đình ở làng Bá Dương Nội đều phải có những bí quyết riêng. Mỗi một gia đình sẽ có một bí quyết riêng. Nhưng nhìn chung để ra được cái sản phẩm đậu phụ ngon, trước tiên là chúng ta phải chọn được cái nguồn nguyên liệu thật ngon và đẹp. Thứ nhất như là cái hạt đậu tương thì là phải vàng, tròn, phải bóng thì cái chất lượng cái nhựa đậu mới ngon. Sau đó là đến cái công đoạn pha chế. Pha chế thì ở làng nghề truyền thống ở làng Bá Dương Nội thì là pha truyền thống theo cách để nước chua lên men tự nhiên. Thì cái khâu pha chế thì đòi hỏi người pha chế phải tỉ mỉ từng bước một thì ra được cái sản phẩm đậu phụ vừa thơm ngon vừa béo ngậy. Từ khi chúng sản xuất ấy, thì là có cái lò hơi thì nó sẽ làm cái khả năng cái nấu sôi của cái sản phẩm sữa đậu nó sẽ nhanh gấp nhiều lần so với cái cách đun truyền thống ngày xưa. Bây giờ cái lò hơi là sẽ không có cái khê khét với hay là nó sẽ giảm được năng suất lao động. Mặc dù hiện nay số hộ gia đình làm đậu Bá Dương Nội giảm xuống từ 80% còn 50%, nhưng đậu phụ làng Bá chiếm đến khoảng 50% thị trường tại thủ đô. Cái nhu cầu về đậu phụ ở thị trường Hà Nội trong chúng ta là đang là rất lớn. Vì hàng năm là cái tăng trưởng như bên chú ấy, thì tăng trưởng từ năm sau thì tăng trưởng gấp 200% của năm trước. Nên là trong tương lai thì là chú cũng đang muốn quảng bá xây dựng một cái thương hiệu làng nghề truyền thống của làng Bá Dương Nội ra khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận cảm thấy khu vực. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có nhiều mục tiêu và biện pháp cụ thể. Hy vọng rằng trong tương lai, ngón nghề truyền thống làm đậu làng Bá vẫn sẽ lưu giữ và phát triển hơn nữa. Rượu nếp đậu phụ Bá Giang, ai chưa thưởng thức, khoe sang xin đừng.